Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: Hà Du Quân trúng chứng thành hẹn hò với trai trẻ. Nữ ca sĩ có những cảnh quay tình tứ với người mẫu Tuấn Trần trong MV Anh Cứ Đi Đi. Thời gian qua, Hà Du Quân là cái tên hot trên các bảng xếp hạng âm nhạc với ca khúc hit Anh Cứ Đi Đi. Bản ballad có ca từ mộc mạc, giai điệu cuốn hút bất ngờ được yêu thích nồng nhiệt chỉ sau chưa đầy một tháng ra mắt, khiến Hà Du Quân vô cùng hạnh phúc. Ca khúc được đông đảo nghệ sĩ lẫn khán giả cover, chia sẻ trên mạng xã hội. Hà Du Quân quyết định quay MV để tăng thêm sức nóng cho ca khúc đình đám này. Cô chọn diễn viên người mẫu trẻ Tuấn Trần đóng cặp. Anh có gương mặt và ngoại hình hao hao các tài tử Hàn Quốc. Ở hậu trường buổi quay hình, Hà Du Quân thích thú và phá lên cười khi Tuấn Trần khen cô ngoài đời đẹp hơn trong hình. Đáp lại, Hà Du Quân cũng tiết lộ Tuấn Trần rất cao và cô cũng có mẫu người đàn ông lý tưởng là phải cao hơn 1m83. Trong MV Anh Cứ Đi Đi, Hà Du Quân xây dựng hình ảnh dịu dàng nữ tính. MV hứa hẹn sẽ ra mắt vào ngày 13 tháng 7 sắp tới. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.